nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Con Tum mùng 9 tháng 2 năm 1913, mùng 9 tháng 2 năm 2023. Huyện Con Mà Long phối hợp với nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên. Hiện nay công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đang được huyện phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất. Với chủ đề Hẹn nhau giữa Đại ngàn Tây Nguyên, chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên của nhà thiết kế Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế nổi tiếng khác của Việt Nam sẽ diễn ra tại khu du lịch sinh thái quốc gia Mang Đen, huyện Công Mà Lông vào ngày 29 và 30 tháng 10 thông qua hoạt động nhằm gìn giữ bảo tồn trang phục truyền thống và nét đẹp văn hóa thổ cầm các dân tộc thiểu số tây nguyên đồng thời là dịp để quảng bá giới thiệu hình ảnh mang đen nói riêng cũng như mảnh đất con người con tum nói chung để kết nối những địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước và của khu vực góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới